Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Thưa quý vị và các bạn, từ cuối năm 2019, Vĩnh Phúc đã thực hiện khai thác ứng dụng Zalo trong công tác giải quyết các thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. Sau một năm rưỡi triển khai, giải pháp này không chỉ góp phần giảm thiểu tối đa thời gian, chi phí tuân thủ pháp luật trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, mà còn nâng cao hiệu quả hoạt động điều hành của chính quyền, thể hiện quyết tâm của tỉnh Vĩnh Phúc trong việc xây dựng một chính quyền điện tử vì người dân và doanh nghiệp. Đã nhiều lần đến trung tâm hành chính công tỉnh thực hiện việc cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài của công ty mình, chị Huyền khá hài lòng với việc sử dụng Zalo để giải quyết thủ tục hành chính. Ở bất cứ nơi nào, dù là ở nhà hay ở công ty, chị Huyền đều có thể truy cập vào Zalo để xem hồ sơ của mình đã được giải quyết đến đâu. Giảm thiểu rất nhiều giấy tờ về mặt giấy ạ. Khi không cần phải nộp bản giấy nữa mà chúng tôi có thể thao tác tất cả trên smartphone hoặc là máy tính rất là nhanh gọn. Và cái file hồ sơ mà chúng tôi nhận được kết quả ấy, thì chỉ cần nhận kết quả tại công ty cũng được, không cần về đến đây để nộp giấy. Sau khi nhận được cái file đó thì cái file đó có thể sử dụng sang những cái ứng dụng khác mà chúng tôi không cần phải công chứng bằng bản giấy nữa. Cái nữa là chúng tôi có thể thanh toán trực tuyến ạ, và có thể thanh toán trước khi đi và không cần mất công chờ nữa. Việc này cũng hạn chế được cái việc là chúng ta phải sử dụng tiền giấy ạ. Chỉ cần một tài khoản Zalo sử dụng trên chiếc điện thoại thông minh của mình, người nộp hồ sơ bấm nút quan tâm Trung tâm Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc bằng cách quét mã QR. Việc tương tác giữa người nộp hồ sơ với Trung tâm Hành chính công tỉnh chính thức bắt đầu. Thông qua ứng dụng Zalo, người nộp hồ sơ có thể tra cứu thông tin và kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng việc quét mã QR. Quá trình giải quyết hồ sơ, mọi thông tin liên quan đến việc thay đổi trạng thái hồ sơ, kết quả giải quyết hồ sơ sẽ được thông báo tới người nộp hồ sơ. Đồng thời, người nộp hồ sơ có thể đăng ký nhận kết quả theo đường bưu điện bất kỳ thời điểm nào, hoặc có thể tạm dừng, rút hồ sơ, hủy hồ sơ thông qua Zalo. Qua đó, giúp người dân và doanh nghiệp giảm tối đa thời gian, chi phí đi lại, tạo sự thuận lợi, dễ dàng trong thực hiện thủ tục hành chính. Giúp cho chúng tôi là rút ngắn được thời gian, và hai nữa là rất thuận tiện trong quá trình làm việc và phù hợp với cả xu hướng của cái công nghệ số thời đại hiện bây giờ. Không chỉ vậy, việc đưa ứng dụng Zalo trong công tác giải quyết các thủ tục hành chính còn giúp giảm thời gian thao tác đối với cán bộ tiếp nhận hồ sơ. Thay vì phải in, phân loại, lưu trữ phiếu hẹn như trước đây, thì nay được thay thế hoàn toàn bằng thư điện tử, tránh được tình trạng mất, quên hay hư hỏng giấy hẹn. Công tác tra cứu cũng trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn trước kia rất nhiều. Đặc biệt, sau khi hoàn tất các thủ tục hành chính, hệ thống sẽ gửi thông báo mời đánh giá mức độ hài lòng tới tổ chức, người dân về quá trình giải quyết các thủ tục hành chính, qua đó nâng cao chất lượng phục vụ dịch vụ công của tỉnh. Trong quá trình giải quyết hồ sơ cho người dân thì toàn bộ các cái thông tin cập nhật liên quan đến hồ sơ của người dân sẽ được hệ thống tự động thông báo bằng hình thức tin nhắn ở trên Zalo. Thì như trước đây thì cán bộ chúng ta sẽ phải tìm cách liên hệ qua điện thoại hay là công văn gửi đến người dân hay là doanh nghiệp thông báo về cái trạng thái của hồ sơ của họ. Thì hiện nay toàn bộ cái trạng thái hồ sơ sẽ được cập nhật tự động ở trên Zalo và người dân có thể tra cứu cái trạng thái hồ sơ của mình mọi lúc mọi nơi. Thì như vậy cũng sẽ tiết kiệm rất là nhiều thời gian cho cơ quan nhà nước cũng như là cho cả người dân. Theo thống kê của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, đến nay trên địa bàn tỉnh có khoảng hơn 83.000 người dân quan tâm đến cổng dịch vụ công Vĩnh Phúc qua ứng dụng Zalo. Trung bình mỗi ngày, hệ thống gửi trên 2.000 thông báo về việc tiếp nhận, cập nhật trạng thái giải quyết hồ sơ đến người dân và doanh nghiệp. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết sớm và đúng hạn đạt trên 98%. Kết quả trên cho thấy việc sử dụng Zalo trong giải quyết thủ tục hành chính đã được người dân đón nhận. Đó không chỉ là xu thế tất yếu trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0, đảm bảo an toàn, hiệu quả trong công tác phòng chống dịch bệnh, mà còn là bước đột phá để Vĩnh Phúc ngày càng thu hút hơn nữa các nhà đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Ngày 16 tháng 4 năm 2021, Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3 bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Từ ngày 19 tháng 4 đến ngày 22 tháng 4 năm 2021, sơ kết bước 1 công tác bầu cử. Ngày 28 tháng 4 năm 2021, công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân theo từng đơn vị bầu cử.
từ ngày 28 tháng 4 năm 2021 và kết thúc trước thời điểm bỏ phiếu 24 giờ, người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân thực hiện vận động bầu cử. Ngày 18 tháng 5 năm 2021, các tổ bầu cử phát xong thẻ cử tri có đóng dấu cho từng cử tri. Từ ngày 18 tháng 5 đến ngày 20 tháng 5 năm 2021, sơ kết bước 2 công tác bầu cử. Trước 12 giờ ngày 22 tháng 5 năm 2021, trang trí khu vực bỏ phiếu, phòng bỏ phiếu, thành viên các tổ bầu cử tổng duyệt tại các phòng bỏ phiếu. Ngày Chủ nhật 23 tháng 5 năm 2021, ngày bầu cử toàn quốc đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang đến gần. Ủy ban bầu cử huyện Yên Lạc đã triển khai kế hoạch nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, góp phần đảm bảo thành công cho cuộc bầu cử. Huyện Yên Lạc đã thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Chủ động có biện pháp giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay từ khi phát sinh tại cơ sở, không để phát sinh điểm nóng, kịp thời xử lý tình huống đối với các vụ việc khiếu kiện đông người phức tạp. Việc mà công dân của một số xã, thị trấn trên địa bàn đến trụ sở công dân và đến trụ sở của các cơ quan trên địa bàn huyện thì phối hợp với các cơ quan liên quan và ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tuyên truyền, thuyết phục để người dân trở về địa phương, không làm diễn biến tình hình thêm phức tạp. Đóng vai trò nòng cốt trong việc đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, lực lượng công an huyện chủ động tăng cường công tác nắm tình hình tại các địa bàn, xã, thị trấn, địa điểm niêm yết danh sách ứng cử viên và danh sách cử tri, chuẩn bị sẵn sàng các phương án nghiệp vụ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, vận động nhân dân tham gia tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các tổ quần chúng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Để tiến hành các cái biện pháp đảm bảo an ninh trật tự cho cuộc bảo vệ an toàn cuộc bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 21-26, thì lực lượng công an huyện đã chủ động triển khai xây dựng kế hoạch tăng cường công tác tuyên truyền để quần chúng nhân dân và cử tri thấy rõ được cái mục tiêu chính trị và đảm bảo cái quyền lợi cũng như là nghĩa vụ trong quá trình bầu cử, cũng như là thực hiện đúng các quy định của pháp luật về an ninh trật tự liên quan đến cuộc bầu cử. Với sự chủ động của các lực lượng trong việc đảm bảo an ninh trật tự, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức vào ngày 23 tháng 5 năm 2021 trên địa bàn huyện Yên Lạc sẽ diễn ra thuận lợi, an toàn, thực sự là ngày hội của toàn dân. Trẻ em bị bạo hành, xâm hại sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần, sức khỏe cũng như quá trình hình thành nhân cách của các em. Để phòng chống tình trạng bạo lực, xâm hại trẻ em, cần có sự vào cuộc của toàn xã hội. Trong đó, nhà trường có vai trò quan trọng trong việc định hướng tuyên truyền cho các em trong việc nhận biết và phòng chống những tình huống nguy hại có thể xảy ra với bản thân. Xác định lứa tuổi mầm non là đối tượng dễ bị bạo lực, xâm hại, bởi các em vẫn còn chưa ý thức được những sự việc xung quanh cũng như kỹ năng bảo vệ bản thân. Vì vậy, để bảo vệ trẻ trước những nguy cơ bạo lực, xâm hại, trường mầm non Đạo Đức huyện Bình Xuyên đã yêu cầu giáo viên hướng dẫn học sinh cách phòng chống xâm hại theo quy tắc 5 ngón tay, để các em xác định được 5 nhóm người thường gặp trong cuộc sống hàng ngày, từ đó đưa ra định hướng giao tiếp phù hợp, giúp trẻ tránh bị lạm dụng, mua chuộc hay xâm hại. Đồng thời yêu cầu giáo viên phải thường xuyên trò chuyện, phát hiện tâm lý bất thường của trẻ để có biện pháp xử lý kịp thời. Nhà trường cũng triển khai tới các giáo viên chủ nhiệm. Thứ nhất là phải quan tâm đến trẻ, đặc biệt là trong các giờ ăn giờ ngủ và cái tâm lý của trẻ. Nếu như mà thấy có trẻ nào mà bất thường xảy ra ấy, ví dụ như hàng ngày bạn ấy rất là vui đùa nhưng mà hôm nay thấy bạn ấy sợ sệt đấy, là phải để ý và phải gặp trực tiếp phụ huynh để trao đổi xem là con có xảy ra vấn đề gì ở nhà hay không, hay là ở lớp cũng vậy. Và các bạn chơi với nhau, có những lúc mà giáo viên không để ý đến ấy, thì cũng riêng những cái đấy là chúng tôi cũng luôn quan tâm, là luôn luôn phải chú ý đến tất cả học sinh.
nhất là trong những giờ ăn, giờ ngủ và trong những cái hoạt động xem trẻ có vấn đề gì bất thường xảy ra không. Nếu như mà trẻ mà có vấn đề bất thường thì là giáo viên phải trực tiếp gặp phụ huynh và trao đổi với phụ huynh. Và phụ huynh cũng sẽ khuyên phụ huynh là không nên giấu giếm những cái gì mà nó đang xảy ra với con em mình, để nhà trường và phụ huynh cùng có đưa ra những cái hướng giải pháp để giải quyết những cái vấn đề đó kịp thời. Không chỉ đối với lứa tuổi mầm non mà lứa tuổi học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, các em thường bị đe dọa bởi những hành vi bạo lực xuất phát từ những xung đột trong mối quan hệ bạn bè hàng ngày. Nhưng các em chưa biết cách ứng xử, điều này vô hình chung đã làm cho tình trạng bạo lực học đường ngày càng gia tăng. Nhiều em không chỉ bị bạo lực về thể xác mà còn bị bạo lực về tinh thần. Khi mà cái trường năng lượng của các em ở trong những cái môi trường mà có sự căng thẳng, có sự so sánh, có sự đối xử bất công bằng, có sự dồn nén, các con sẽ mang cái tâm thức bậc thấp. Và chính cái tâm thức bậc thấp này các con đem ứng xử ra những cái mối quan hệ xung quanh môi trường của các con, thì nó gây ra những cái mâu thuẫn, nó gây ra những cái hệ lụy. Và những cái hệ lụy đó, nếu đó là thể xác thì nó sẽ theo thời gian nó sẽ được chữa lành. Nhưng những cái tổn thương, có những cái tổn thương nó sẽ theo suốt cuộc đời của đứa trẻ. Đó là những cái tổn thương về tâm lý, tổn thương về tinh thần. Thì cái đó mới là những cái mà chúng tôi quan ngại. Do vậy là nếu để mà ngăn chặn được cái hiện tượng này một cách tổng thể thì phải có sự quan tâm của tất cả các cấp các ngành, của gia đình, của nhà trường, của xã hội. Những năm qua, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm trang bị kỹ năng tự phòng chống bạo lực, xâm hại cho học sinh, đồng thời chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường công tác phòng chống bạo lực học đường, tai nạn thương tích trong môi trường học đường, đẩy mạnh hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Sở Giáo dục Đào tạo thì có ban hành hệ thống các văn bản chỉ đạo đến các đơn vị nhà trường để lồng ghép tích hợp các cái nội dung kiến thức, kỹ năng phòng chống vào trong các bài giảng ở trên lớp cho các em. Ngoài ra thì cũng đẩy mạnh, yêu cầu các nhà trường đẩy mạnh cái hoạt động ngoại khóa để giúp các em được thực hành các cái kỹ năng phòng chống bạo lực xâm hại. Đấy. Ngoài ra thì Sở Giáo dục Đào tạo cũng yêu cầu các đơn vị nhà trường đồng thời là đẩy mạnh cái truyền thông đến toàn thể học sinh và phụ huynh học sinh để nhận biết được những cái nguy cơ tiềm ẩn hay là các cái kỹ năng xử lý tình huống khi các em có mắc phải hoặc gặp phải những cái tình huống về bạo lực hoặc xâm hại. Trẻ em là nhóm dễ bị tổn thương nhất trong xã hội. Hậu quả của việc trẻ bị bạo lực, xâm hại không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn gây tổn thương sâu sắc về tinh thần, trí tuệ, sự phát triển toàn diện và tương lai của các em. Vì vậy, hãy chung tay bảo vệ trẻ em để các em được sống trong một môi trường an toàn, có tình yêu thương và sự che chở.